Rồi em chào tất cả anh em, anh em ơi, em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em lên cho anh em một con máy F8, một super whip luôn nè. Hôm gài rất nhiều anh em hỏi em là cái con máy F8 này nè, vì hôm gài vận công chuyện quá trời với máy về liên tục luôn anh em ơi. Rồi em cũng không có dọn kịp. Rồi bữa nay em lên cho anh em ha. Bây giờ anh em tham khảo cái máy F8 này. Em nhờ thừa mở cái trước tiên là cái lọc gió trước cho anh em coi nè. Theo lâu lâu có một cái máy mà nó đẹp, mà nó quá mới với F8 bây giờ tính ra nó lớn tuổi lắm anh em. Mà nó được gì là tịch dữ lắm luôn nè. Cái này là mới kêu thừa mở lần đầu tiên cho anh em coi luôn á. Chứ trước bây giờ cũng chưa từng mở luôn. Bây giờ em mở cái nút nước này ra luôn rồi được. Mở cho bà con mình coi thực tế luôn, nó mới dữ dằn luôn trời. Nhưng mà có tiếc một cái là đây ta móc cẩu làm sao em không biết, nó bể lỗ rồi anh em, bên cái nắp mà chụp cái tàn ong á. Rồi em đổ nước vô luôn đi thừa, mình chơi thực tế cho bà con coi. Chúm ơi, ngồi nhờ con ra hỗ trợ coi tiếp có mấy sới trên này cái. Đi ngầm ơi, sợ chú không có nhà. Ngày mai sợ chú không có nhà rồi anh em không có làm kịp hỗ trợ cái máy sới cho anh em. Có gì ngồi cho anh em ở đây chống chống rồi lên tiếp con. Cái này là em thấy cái số CD của nó là giống số 8 luôn. 813 8 1 3 8 1 3 9 7. Cái máy này quá trời mới luôn anh em ơi. 81397 còn nguyên bản luôn đó chị. Em ít khi nào mà thấy được cái máy ép nào mà nó đẹp như cái máy này luôn anh em. Nó sơn zin là còn nguyên bản luôn. Có dở cái là cái thùng dầu anh em, thùng dầu thừa báo là tiếc quá. Cái thùng dầu em nghĩ là chắc bỏ. Mở ra lắp ráp 40.000 đi con. Để em quay ngoại hình phía bên đây cho anh em bà con mình coi ha. Đèn thì còn nè, nhưng mà em không biết cháy không thì em chưa thử ha. Mặt bên đây cũng nó mới vậy nè, rất là mới. Không cháy là trời, không có dây vậy. Không có dây hả? Nước em cũng test thử cho anh em bà con mình coi luôn nè. Đây, cái nước mới đổ vô. Quan trọng là cái máy này để quay cho anh em nghe cái tiếng chạy nữa. Hôm rồi rất nhiều anh em hỏi em luôn đó, mà nhưng mà không có thời gian lên được. Chứ hôm rồi em cũng sợ sợ. Đang phân dân thì nó bị bự con quá. Rồi chưa có dọn được, đi quay một lần là phải có người bự con quay, người đẻ anh em ơi. Rồi sau khi làm xong thiệt là ok rồi. Rồi mấy dám lên sóng cho anh em nha. Người đè người hiếp đó rồi. Giờ thửa nó người đè người hiếp nó, bây giờ anh em thấy là quay mất con người qua dịnh nè. Cái máy này bị nó bự con quá. Người đè người hiếp mới được. Bây giờ anh đè anh bành nó ra cho mày lụm nha. Đó anh em thấy không? Rồi. Muốn quay một cái con F8 này. Bị nó không có nền. Em cho nó lên ra lớn lại rồi em để mức ra không cần nhỏ quá đâu, cho nó đều ra được rồi. Lớn tí xíu nữa rồi. Quá trời đồ con này.
rồi tết nhỏ đi rồi. Mày làm cái nhẹ đó, mày làm mạnh quá nó không chạy ra. Đi quá tập anh em ơi. Máy này anh thích hợp cho anh em kéo cái này kia nặng, đặc biệt là ủ chẹt luôn á. Ủ chẹt không đâu là anh em đang gác lên mấy cái máy mà xây xây dừa nè. Xây dừa còn làm gì mà xây đốt cá rồi mấy anh em kéo mấy cái này là tuyệt vời luôn. Để nó bị nó rất là mạnh anh em. Cái này em nghĩ anh em về chạy gô đai nó sẽ hết khối này. Cái máy này bị nó quá mới anh em ơi. Rồi nhờ em cắt dùm cái đi rồi. Này là một con trâu. Cái này là một con trâu nữa, cái này là một con trâu. Bởi vì không gầy lý do về 5-7 ngày chưa lên được, lý do là quay là phải có hai người quay mới nổi anh em ơi. Quay người đè chứ bữa hổm em có nghe thừa nói em cũng hơi lo là đổ nước vô là sợ nó bị xì bị gịnh. Bây giờ bởi em test hàng cho anh em nè, em phải đổ nước gì nè cho chắc ăn để khi anh em về tới nơi á thì nó không có bị tình trạng này kia ha. Nè, anh em kiểm tra kỹ két nè, rất là mới luôn mà. Vậy là em mừng rồi, em sợ là nó có vấn đề gì bên két á là lỗ chết luôn. Mà cũng hên là nó không bị xì, không bị gỉnh anh em ơi. Nước còn nguyên ha. Còn cái máy này thì nó có một điểm yếu duy nhất là cái thùng dầu bị lủng anh em. Thùng dầu bị lủng dưới cái chỗ này nè. Nó bể nó còn trong đây nè. Em không biết người ta móc cẩu làm sao á. Còn máy này thì em thấy là nó còn rất là mới luôn. Nếu anh em nào mà có từng xài cái dòng F8 này thì anh em cũng cảm nhận được cái độ bền của nó ha. Cái dòng này nó rất là bền. Nhưng nó có cái yếu điểm có một cái là nó quá nặng anh em. Cái chỗ bãi em lấy hàng người ta kêu em lấy F10. Em nghe cái em muốn nổi ốc cục. F8 không để quay hai người. F10 em không biết sao quay nổi hả. Mà cũng có nhiều bà con cũng hỏi em thì em cũng biết sao đây. Lấy đi cho anh thừa lo hết. Rồi em cũng xin báo giá lại lần nữa cho anh em mình nghe rồi biết anh em biết đường ha. Máy này em bán cho anh em là 7,5 triệu. 7,5 triệu còn phí ship cái máy này em tính anh em là 600.000 anh em ơi. 600.000 đi chắc em lỗ quá. Lỗ. Bây giờ em xin 100.000 đi. Là 700.000. Là 8,2 triệu. Nhưng mà vì cái thùng dầu nó bị lủng em phụ cho anh em là 100.000. Tiền cái thùng dầu để anh em giá cái thùng dầu lại ha. Là còn 8,1 triệu. Còn em bán tại chỗ là 7,5 triệu nha anh em. F8 gió Ken Saben. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha, để không có làm mất cái thời gian của bà con cô bác mình. Em chúc cho bà con có một buổi chiều thật vui vẻ bà con ơi. Cảm ơn em hai em nhiều nha. Giật con trâu xong cái mặt mày thừa xanh dần lên chừng anh em ơi. Chơi nó mốt đeo trâu la luôn nha. Đeo trâu la luôn chạy. Rồi em chào tất cả bà con mình ha. Bà con có cần cập nhật thêm thông tin thì bà con cứ gọi em, cứ gọi trực tiếp em, số điện thoại em để cho màn hình bà con ơi. Rồi chào bà con.